Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Nha Trang tiếp nhận thêm 13 ca bị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn cơm gà. Như vậy, tổng số ca được ghi nhận tính tới đêm ngày 16 tháng 3 đã lên đến 358 ca, trong đó một thai phụ tình trạng nặng. Tất cả bệnh nhân đều đang điều trị cùng một hướng là nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trước đó đã có hai bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Viên Mết Nha Trang, có kết quả cái kế phân dương tính với vi khuẩn Salmonella. Tuy nhiên, ngành y tế Khánh Hòa cho biết, kết quả cái mẫu này chỉ mới có giá trị trên những mẫu bệnh phẩm, chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân hàng trăm người ngộ độc kể từ ngày 11 tháng 3 đến nay. Các ca nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán cơm gà Trâm Anh, đường Ba Triệu, thành phố Nha Trang.